các bác giao lưu trưng bày cái cảnh nghệ thuật. Chào mừng tuần văn hóa du lịch làng nghề Vạn Phúc các bác nhé. Rất nhiều các mảng nghệ thuật khác nhau như đồ gỗ mỹ nghệ các thứ hay là quần áo ẩm thực, nhưng mà đại loại là em sẽ mối quan tâm của em và các bác là bonsai. Bây giờ chúng ta hãy đi vào những cái tác phẩm đầu tiên ở cánh phải. Đầu tiên ở cánh phải. Cánh phải ngay cổng vào thì có một số cái tác phẩm xanh nó thuộc tầm trung trở lên, tức là đồ về kích thước ấy. Đấy. Về kích thước. Và xung quanh ấy thì cây thường bày cây tầm trung. Đấy, xung quanh tường bao này. Khu vực cánh phải trước các bác nhé. Đây là khu vực chính giữa thảm đỏ này. Còn bên trong nữa thì bonsai mini. Rồi. Đấy. Khu vực tiếp khách. Bây giờ để đi chi tiết vào từng cây một thôi. Đầu tiên là hàng xanh ở cổng này. Chúng ta vào đi lướt một số cây, còn một số cây mà em cảm thấy thích thú thì sẽ focus nhiều hơn. Cây xanh trực hoành, ôm đá. Cũng có số liên hệ và tên tuổi ở đây các bác nhé. Ngô Văn Huy, số điện thoại được. Cây xanh trực hoành, ôm đá. Khá là lâu năm rồi. Đấy. Cây xanh cổ cũng rất già. Đấy. Xin phép và cứ đi lướt, còn những cây mà mình cảm thấy thích thì sẽ view nhiều hơn. Tốt nhất là các bác cứ cố gắng ra để thưởng thức các bác. Chúng tôi xem qua video thì quảng bá cho các bác ở xa và những các bác mà không có điều kiện theo dõi trực tiếp. Hộp xanh, em thì những cái cây to rồi đẹp đến mấy thì cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Thực tế là sẽ quan tâm một cây mini nhiều hơn. Cây mini. Đấy. Cứ đi từng dãy một rồi. Đi từng dãy một. Này. Cây dưới. Một cây xanh Nam Điền. Cây xanh Nam Điền cũng đã vào đá. Đây Tiến Thành này. Xanh thì là S xì các bác. Xanh này thì không đúng cho lắm. Đấy, một con cũng là hơi hướng cổ của các cụ mà. Nhưng mà bông tán thì theo lối mới một chút. Khá là nghệ thuật. Nằm trên một cái phiến đá cao xuân đô. Đấy, xanh này thì chuẩn đúng chính tả. Không phải bắt bẻ đâu các bác, nhưng mà cảm nhận là như vậy. Phẩm xanh rất là bề thế. Mái chùa tranh vênh. Rồi. Xin phép vào đi nhanh cái hàng cây to này. Một cây me trực, trực lão. Me trực. To quá, có lùi ở phía sau cũng chưa view được hết. Con mang kiểu dáng con long cổ ngày xưa. Đấy. Một con xanh trực. Các cuộc triển lãm mình nhắc thì chủ yếu xanh si và đa đề các bác. Đấy. Tôi vừa thấy một cái đề, rất là đẹp kìa. Ở đằng sau khu mini. Đây là cây dưới các bác nhé. Nhìn.
À đâu, cây đa. Quên mà nhìn thấy cái chữ này lại tưởng chữ giò chuối, hoa là đa. Cây đa. Cây đa lông. Đa lông dáng làn. Nằm trên một cái khay rất là mỏng. Con này thì ở trên cốt chậu cũ đây, nhấc sang cái khay đĩa mới này. Bây giờ cụ ổn định rồi, nhấc cụ đi đâu cũng được. Đấy, lộc vừng. Cây hoa sữa. Cây hoa sữa rất kỳ quái. Đấy, Hoàng Tiến Hùng. Cây hoa sữa rất kỳ quái. Thân nó già, nó nổ tốt rồi kìa. Đấy, đẹp rồi cái thân. Đẹp rồi cái thân nó cái vỏ nó các bác này. Cảm giác như cây khô. Đấy, nhưng thực tế rất là xanh tốt. Thì sẽ quay cây này xung quanh một chút. Có một cái cây lạ để khoe các bác đây. Đấy, là một cây sữa. Cây hoa sữa miền Bắc các bác nhé, hoa sữa. Mùa này đang mùa hoa sữa đây. Rất là nồng nàn đấy. Nồng nàn Hà Nội. Hoa sữa nồng nàn Hà Nội đây. Một cây dáng rất là quái. Cũng không biết là tên nó như thế nào. Nhưng đại loại là một cây hoa sữa rất là quái. Thân nó gấp chuyển rất là lạ. Tay bên dưới này, tay bên dưới này được gấp từ thân bên này, từ một nhánh thân đây, bắt đầu từ đây vòng vèo lên đây, gấp ngang đây, xuống đây, sang bên này. Đấy, chuyển hướng. Còn cái ngọn thì lắc lượn. Nói chung là rất quái đản. Chắc chỉ có thể là tự nhiên nó tạo ra xong rồi mình làm tay tán sau thôi, chứ ít người mà bẻ cây cối bẻ như này. Rồi, cây hoa sữa xanh này tôi chưa ứng mắt cho lắm. Đấy, màu xanh. Đây, màu đẹp xanh này khá là bắt mắt. Nguyễn Văn Lưu. Cái xanh rất là kỳ công. Vào đá rất là mịn màng rồi. Vào đá rất mịn màng rồi. Tay tán bông răm là ngon lành rồi, rất sạch sẽ. Thân cây rất sạch sẽ. Vào đá rất là hợp lý. Vào đá rất hợp lý. Bệnh. Đấy, quá nhiều. Rất sạch sẽ vào đá. Cây đã hoàn thiện. Không răm. Còn cần rất là răm lên một chút nữa thì cây này sẽ rất là mỹ mãn. Một cây rất là giá trị này. Chân bệ rất đều. Chân bệ đều không bị rối, vào đá hợp lý. Cây to mà một cây cỡ to ở đây mà tôi cũng thích. Rồi quay nốt cái cây to này, để một đôi này để quay vào cái hàng mini các bạn. Đây, một đôi xanh khá là giống nhau. Về form dáng khá là giống nhau. Con này thì to hơn. Còn mới bỏ đi cái rễ này. Đây. Đấy, như vậy là đã đi được một vòng. Con điền màu da đồng này đã đi được một vòng của khu vực cây tầm trung. Bây giờ focus vào loạt cái cây mini. Là cây mini các bạn. Có 1 2 3 4 cái dãy phải đi.
bốn cái dãy về đi. Xanh. Dưới này. À đây nhìn cây là biết của bác Tân rồi. Thanh Tân chứ không phải Thanh Tâm, Thanh Tân nhé. Số của bác Tân chợ Vạn Phúc đây, nghệ nhân mà làm đá đây. Tác phẩm si si tay chuột của bác kia. Đấy, rất nghệ thuật. Hòn đá rất xa xăm. Những hòn đảo nổi rất là xa xăm. Cái sung của quả. Cái sung của bác Tân này. Ngồi trên cây đá khá là đẹp. Sung các bác nhìn thấy bao giờ nhìn thấy dăm nó dày như này chưa? Cây này thì hơn 10 triệu các nhé. Họ mười mấy gì đấy. Bây giờ thì không rõ. Đấy, sung nếp quả. Quả đang có, đang phun quả. Đấy. Dăm dày. Sung mà dăm dày khó lắm. Cây này nó ổn định trên đá thấm thủy. Nó rất là ẩm mát cho nên nó mới được như này. Đấy. Xin phép tí nữa sang bên hàng bên kia thì lại quay mặt bên kia. Một cây sung đẹp. Đấy, hàng Quảng Tân đây. Đây là sàn núi. Sàn núi. Sàn núi rất là nghệ thuật. Quyến, chắc bác Quyến, Quyến Lệ này, suối. Xanh. Lại thêm một cây sung nữa cũng ôm đá của bác Quyến. Đấy, rất lùn, sung lắng lại. Rất lùn. Quả wow. Thích không các bác? Lùn lắm. Nếu mà tính từ bệ cho đến hết cả răm thì chiều cao cũng chỉ tầm chắc chưa được 10 phân. Rất lùn. Rất lùn. Đấy, thích rất là quả. Thích rất là quả các bác. Cái này thì khá là nhiều tiền. Định giá được những cái cây như này thì thực tế là khó. Quan trọng là chủ cây như nào và cấu kết khách như nào. Cái cây sơn liễu. Sơn liễu của bác Quyến. Không để số điện thoại các bạn. Để số điện thoại chắc là phiền. Chắc những cây không có ý giao lưu. Cây sơn liễu bán rất đầy. Lá đẹp, xanh mướt. Tay chuột. Dưới. Dưới đổ rất kinh khủng. Mà cây rất nhỏ thì các bạn. Dưới đổ tán rất là nghệ thuật. Đổ tán rất hay. Đấy. Của bác Quyến rất mịn màng, rất xanh tốt, chăm cây rất tốt. Bác này chăm cây rất tốt. Một bề sam núi, sam núi chắc của bác Quân, Quân số mà. Sam trái, sam núi trái. Có trái này các bác. Đó. Si chậu của bác Quân số đây rồi. Cái si.
Si búp hồng, si búp đỏ này. Rất là nghệ thuật, cây rất bay, cây si tàn rất bay, rất nghệ thuật. Rất già rồi, độ già nó thì không chê được đâu. Không có gì phải bàn nữa. Cụ si. Tai chuột nữa. Của quân này. Đó. Okay, đã hoàn thiện rất hay. Rất bắt mắt. Ngầu. Ngầu. Tùng cối. Đấy, tùng cối. Theo một cái xanh mà tôi rất là thích. Xanh bóng là của chị Lệ. Chắc có lẽ chị Lệ là vợ của bác Quyến đây. Vợ Quyến Lệ. Xanh dáng làng. Mới được gấp rêu để đi chơi đây. Xanh đẹp quá. Thì thực tế là toàn người quanh đây mà. Tại vì những cây này thì không phải là ai xem có thích. Tại vì nhìn của nó ấy, nhìn nó. Cũng có một số cây. Nhưng đa số là quanh đây, các bác quanh đây. Cây nhà lá vườn. Đây, Lệ đây. Mới cái này mới làm để đi chơi. Mới vào cho vào để đi chơi thôi. Mới lắp rêu. Cây xanh hay, cũng là một cây xanh hay. Hội chợ mà chưa phải là triển lãm. Đó. Xem cái này. Mẫu đơn. Suối nền cá rất hay. Thank you.